Hòa chung không khí náo nức của ngày hội tòng quân toàn tỉnh, sáng nay 25 tháng 2, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Krông Năng đã tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024. Tham dự buổi lễ có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn. Trong đợt tuyển quân năm 2024, huyện Krông Năng có 205 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, trong đó có 170 thanh niên tham gia nghĩa vụ trong lực lượng quân đội và 35 thanh niên tham gia thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Các tân binh sẽ được biên chế về Trung đoàn 584, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trung đoàn Bộ binh 143, Sư đoàn 315, Lữ đoàn Đặc công 198 và Công an tỉnh Đắk Lắk. Tại buổi lễ, lãnh đạo huyện Krông Năng chúc các tân binh mạnh khỏe, luôn trau dồi phẩm chất đạo đức, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, cố gắng, phấn đấu, rèn luyện tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong môi trường quân ngũ.